đều đến từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang được thuộc về Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Amen. Xin hỏi thánh đồng đứng lên. Amen.
Good morning. Good morning. Quý vị biết hôm nay là ngày gì không? Rất là đặc biệt cho các ông, hôm nay là Father's Day. Nhưng mà ít có khi mà mình có dịp nghe những người con của mình nói về cha của mình. Hôm nay mình xin phép một vài phút để mà hỏi mấy đứa con của mình coi nó nghĩ về người cha của mình. Ha. You kids, you ready? My one, only one question, okay? One question, một câu hỏi thôi. What did your dad taught you? Just remember what one thing, okay? One thing that your dad taught you. I'm gonna go through the microphone, so right now you guys think about it. I'm gonna go through all of the kids in the church, and then one thing that stood out, okay? Nói một điều người cha mình dạy cho mình, okay? One thing, okay? Begin with the daughter of the pastor, Cassia. What did your dad teach you? He taught me verses in the Bible. Very good. Good thing she didn't say my dad taught me how to ride a bike, because well, most likely somebody when I say that, but a daughter of a pastor and ride a bike, I cũng không có đúng không? What did your this is my daughter Rachel. I'm gonna have to call you out. What did I taught you? Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. I taught him math. I taught all of my nephew and nieces and my kids, tutoring them after school. So I taught him math. She learned a lot of math from me, which is not a whole lot. Okay, who else want to volunteer next? Who else want to volunteer? I'm going to go through you anyways. Okay, well, let's go through here. What did your, what's your name first? Lynn. Lynn, con học được gì từ ba con? Con nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Muốn nói tiếng Anh không? English or Vietnamese? English. Okay, go ahead. We're going up the volume. What did your dad touch you? You're sitting on his lap, you better say something nice. Real fast. You can say pass. He taught me how to take care of chickens. Oh, he taught her how to take care of chicken. Oh, that's very good. What about you? What is your name? Tran. Dang, right? That family is important. Ba dạy con là family, gia đình rất là quan trọng. Woo! Thank you, Dad. Over here. Okay, name one thing your dad taught you. Since you're sitting next to your dad, you better be nice, right? Name one thing that your dad taught you. Love your family. Let's say your name first. Okay. My name is Leanna. Leanne, and your dad taught you? To love my family. To love your family. Very good. Yêu gia đình mình. Okay. Joy, what did your dad taught you? To always go to church, and there's no excuse to miss it. Not only that, and stick around until they go home. Okay, Andy. What did your dad teach you? One thing. He told me to be honest and don't lie. Yeah. Be honest. To be patient. And how to make good noodles. Oh, your dad taught you how to make good noodles? How to use a computer. Wow, your dad taught you how to use a computer? Lennon, what did your dad taught you? Yes. Not sure. Natalie, what did you... I never had a father, so my uncle was the closest father figure, and he taught me more understanding about the Word of God and why
find my understanding why I should follow him. Very nice. Okay. Bye.
Thánh Thầy, Thánh Thầy. Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Cha của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng chúng con. Cảm ơn Chúa Ngài đã cho chúng con đến một đất nước tự do để chúng con thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con làm con cái của Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con rất vui mừng vì sáng hôm nay chúng con được tạo dựng bởi hình hài mà Chúa đã tạo cho chúng con. Và chúng con được làm cha bởi ân điển của Ngài. Và Chúa cho chúng con được ân phước mà Chúa ban cho mỗi gia đình chúng con. Xin Chúa ở cùng với mỗi gia đình chúng con trong những ngày tháng tới được mọi sự bình an. Và cho hội thánh chúng con được phát triển mạnh mẽ ở trong cộng đồng Việt Nam này. Ôi Chúa ơi, chúng con biết rằng cánh đồng vàng rất là rúa tín rất là nhiều, nhưng mà con gặt thật là ít. Xin Chúa ban thêm con gặt đến để có thể đem được nhiều người về với Chúa. Đó là điều mong muốn của hội thánh Phúc Âm Trọn Vẹn này. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa cũng ban cho một sự tín gia đình cũng như ban điều hành và tất cả con cái của Ngài ở tại đây được mỗi sự bình an và hanh thông trong tất cả mọi việc, và nhất là luôn luôn nhớ đến Chúa và thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Happy Father's Day. Làm sao để trở thành một người cha hay là người mẹ? Trong cái nguyên ngữ tiếng Hebrew, trong cái danh từ, khi mà nói về cái từ Horim là có nghĩa là người cha, người mẹ, hay là parent là người cha mẹ. Nhưng mà nó xuất phát từ cái từ Moret. Cái từ Moret là cái từ teacher, là người thầy giáo. Ai là thầy giáo lớn nhất trong cuộc đời chúng ta? Đó là người cha, người mẹ của chúng ta. Thì chúng ta thấy trong châm ngôn đoạn 1 câu 8 nói: hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng bỏ khuôn phép của mẹ con. Có nghĩa là nghe lời cha, nghe lời mẹ. Nhưng mà người cha, người mẹ đã nghe lời của Chúa để chúng ta phát ra những gì mà Chúa dạy chúng ta. Cho nên cái từ cha mẹ xuất phát là người thầy giáo của cuộc đời chúng ta. Qua đó, qua Tân Ước thì Chúa sử dụng tiếng Hy Lạp là tiếng Greek. Thì tiếng Hy Lạp nó là pater. Pater có nghĩa là người nuôi dưỡng, là nourisher, người bảo vệ, protector, và người bảo quản, gìn giữ, upholder. Đó là cái từ pater. Cho nên những cái nguyên ngữ khi chúng ta nói ra một từ đó, nó có 3-4 ý nghĩa trong đó. Cho nên khi mà nói về người cha, này chỉ là người cha thôi. Người cha có nghĩa là người đó nuôi dưỡng, có trách nhiệm nuôi dưỡng, và người đó phải bảo vệ, và người đó phải gìn giữ bảo quản. Cho nên có 3 trách nhiệm khi người cha nói lên điều đó. Thì Chúa nói trong Ma-thi-ơ, chúng ta là cái người cha bất toàn. Tôi là người cha bất toàn, dẫu là tới mục sư rồi đó, vẫn là người bất toàn quý vị. Bất toàn rất nhiều, quý vị cũng là người bất toàn. Cho nên Chúa nói là, vậy nếu các con vốn là người xấu, tôi, quý vị là người cha vốn là người xấu, còn biết cho con mình các vật tốt, huống chi cha các con ở trên trời lại không ban cho những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Làm sao chúng ta biết được điều tốt để ban cho con cái chúng ta? Làm sao chúng ta biết được? Người cha tốt có nghĩa là đôi khi chúng ta nói người cha tốt là chúng ta mang một hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa Trời chiếu chúng ta những điều gì thì chúng ta trở nên người tốt. Thì trong khi đó chúng ta một số người chúng ta gãi đầu nói, cha tôi đâu tốt đâu phải không? Tôi biết mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Ai cũng xuất phát ra một cái hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta không thể trách được người cha đó không tốt. Chúa nói là cái người mà phản ảnh ta là người đó tốt. Vậy có nghĩa là người không tốt, không phản ảnh Chúa hay sao? Thì Chúa nói tất nhiên, tốt không có nghĩa là cho con ăn no, mặc đủ, cho nó học trường Harvard, cho nó đầy đủ tất cả. Có phải điều đó tốt không? Đôi khi trong có con mắt của con người chúng ta chỉ nhìn tốt là trên phương diện vật chất rất là nhiều, phải không? Chúng ta nuôi nó, tôi biết nhiều người cha người mẹ nuôi con rất là kỹ lưỡng, không có bị trầy chút nào hết. Con tôi thì cũng bị trầy nhiều lắm, chắc coi cũng không tốt lắm. Quý vị nuôi rất kỹ lưỡng nhưng mà vẫn còn bất toàn quý vị, vẫn còn bất toàn. Tất nhiên chúng ta không thể thiếu được những điều đó. Chúa cũng khuyên chúng ta nên dạy cho nó ăn học lễ phép. Tất nhiên chúng ta cần cái điều đó quý vị, không thiếu được. Cái người Việt Nam chúng ta không thể thiếu được những điều đó, ăn học và kính
phép lễ phép với mọi người lớn. Đó là người Việt Nam chúng ta. Cho nên trong khi đó thì chúng ta dạy con cái chúng ta, Chúa nói có nhiều điều con phải làm như thế này. Tôi có nhiều bước để chúng ta có thể làm được. Thứ nhất, chúng ta là có để cho con cháu chúng ta nhìn thấy cái sự tôn kính chúng ta qua nếp sống của chúng ta không? Có nghĩa là tôi, nếp sống của tôi, con cái tôi có nhìn qua nếp sống của tôi đang sống không? Nó nhìn qua cái lời nói, nhìn qua hành động, nhìn qua cử chỉ, nhìn qua có thể chúng ta đối diện, đối xử với một người khác nữa, chứ không phải đối diện với con cái thôi. Cho nên trong Thi Thiên Chúa nói nè, Hallelujah, phước cho những người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, hết lòng yêu thích điều răn của Ngài. Con cháu người ấy sẽ cường thịnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Cái định luật của Chúa chúng ta thấy nè, muốn cho con cái chúng ta được phước thì chúng ta sống ngay thẳng, sống công bình, sống ngay thẳng. Đó là định luật của Chúa. Trên đất này chúng phải trên qua đời sau, không phải để cho chúng ta tới đời sau chúng ta mới cần làm được đó. Trên đất này nếu cho con cái chúng ta thịnh vượng thì chúng ta sống một đời sống ngay thẳng. Bởi vì cái sống đời sống ngay thẳng là một đời sống nó đi đôi với công việc làm của chúng ta. Chúng ta nói như thế nào chúng ta làm được thế đấy. Bởi đôi khi tôi bị Chúa cáo trách rất là nhiều quý vị, vừa mở miệng ra thì Chúa cáo trách tôi liền tại chỗ. Thì chúng ta biết rằng chúng ta người yếu đuối nói sorry Chúa, sorry I didn't do that, I didn't mean to do that. Con không làm điều đó, con sẽ không làm điều đó. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta có Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta làm điều gì, cái hành động của chúng ta phát ra thì chúng ta sẽ biết liền hành động đó không đúng theo ý Chúa. Thì nhớ rằng những cái hành động của chúng ta nếu cho con cái chúng ta được phước thì phải coi cái hành động của chúng ta. Con chúng ta, tại sao chúng ta, con chúng ta nghèo khổ? Tại sao con cái chúng ta bị bệnh hoạn, bệnh tật? Tại sao con cái chúng ta đổ vỡ? Bởi vì cái đời sống chúng ta nó thấy chúng ta sống như thế nào thì con của chúng ta nó sẽ như thế đó. Rồi chúng ta chỉ than nói, Chúa ơi, cứu con của con. Chúa nói, đời sống của con như thế đó, con không cần kêu ta cứu nữa. Con sống lại đi, làm lại cuộc đời con đi, thì con của con sẽ được phước ngay thẳng, ngay lúc đó liền tại chỗ. Cho nên bước thứ nhì chúng ta sẽ thấy, trước nhất người con nó sẽ nhìn người cha đối xử với người vợ như thế nào. Chứ nói có bằng lòng xả thân để yêu mến người vợ không? Trong Ephesos chú nói, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cái từ xả thân quý vị hiểu không? Hy sinh là một chuyện, hy sinh điều gì? Xả thân có nghĩa là tôi không còn nhớ tới tôi, mà tôi chỉ nhớ tới bên kia mà thôi. Đôi khi chúng ta nói 50-50, tôi xả thân 50 thì bên kia cũng phải cho tôi 50 lời. Xả thân có nghĩa là tôi là zero, bên kia là 100%. Đôi khi cũng phải lên 110, lên tới mức độ đó. Đừng đòi bình đẳng quý vị, đừng đòi công bằng. Ở thế gian này không bao giờ có sự công bằng đâu quý vị. Đừng bao giờ chờ cái sự công bằng. Tôi có hồi xưa tôi có một người bạn hay cãi về vấn đề tại sao cái này không công bằng. Why this not fair, why that not fair? Rồi mọi người nói nothing fair in this world. Không có gì mà công bằng trên thế gian này đâu. Đừng đòi hỏi sự công bằng. Người nữ đôi khi ở nước Mỹ này đòi sự công bằng, rồi công bằng lên nó làm không được, rồi khóc lóc than thở, phải không? Người nữ Chúa tạo ra là gì? Dưới phục tùng người chồng mình. Mà đòi công bằng người chồng mình, rồi ráng làm chồng đi thì sẽ biết. Mà người chồng ráng làm vợ đi sẽ biết. Chắc chắn là sẽ có, phải không? Điều thứ ba, chính tôi có trách nhiệm lãnh đạo gia đình và đi trong đường lối của Đức Chúa Trời không? Chúng ta có lãnh đạo gia đình không? Làm chồng là lãnh đạo gia đình đó quý vị, chứ không phải người vợ đâu. Người chồng là đầu. Chúa nói Chúa tạo Adam trước chứ không phải tạo Eva. Nếu Chúa tạo Eva trước thì tôi không có trách điều này. Chúa tạo Adam trước thì chúng ta phải có trách nhiệm. Ai trước? Người lớn, anh cả là phải có trách nhiệm thôi.
bao nhiêu tuổi vẫn có trách nhiệm. Thành ra Chúa hứa trong cái Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy ta đã chọn người để truyền dạy cho con cái dòng dõi người sau này gìn giữ đường lối của Đức Chúa Trời bằng cách làm điều công chính và ngay thẳng để Đức Giê-hô-va thực hiện những điều Ngài đã hứa với Abraham. Có nghĩa Chúa hứa với Abraham là ban cho đức tin, thì chúng ta sẽ thực hiện cái đức tin đó trên đời sống chúng ta, cho dòng họ dõi chúng ta. Điều thứ tư, tôi có cung cấp và hỗ trợ tài chính cho gia đình không? Người chồng phải có trách nhiệm đi làm, quý vị. Không thể ngồi nhà được. Tôi nói xin lỗi một số người, đừng đụng chạm nha. Tôi có một số người nghĩ là người vợ có tài, cho nên thôi để vợ tôi đi làm. Không, Chúa tạo ra người nam phải đi làm. Tại vì Chúa tạo ra người nữ gì? Để sanh sản giúp chúng ta. Mà người nam chúng ta phải có trách nhiệm take care đi làm. Tôi mỗi sáng phải set alarm, làm thế nào cũng phải alarm phải kêu bất cứ lúc nào. Đừng nướng, chúng ta đừng nướng. Một người chồng chúng ta phải biết trách nhiệm đó. Cung cấp là điều cần thiết. Chúa nói là nếu ai không cung cấp dưỡng cho bà con mình, nhất là trong chính gia đình của mình, thì người đó đã chối bỏ đức tin. Còn tệ hơn nữa, không tin nữa. Người không tin nữa. Có nghĩa chúng ta không có tin Chúa take care được chúng ta, cho nên chúng ta không thể giúp được gia đình của mình. Tôi biết người Việt Nam chúng ta bị một cái gánh nặng rất lớn là ở Việt Nam. Chúng ta gánh nặng ở gia đình ở đây và gánh nặng ở Việt Nam. Nhưng mà Chúa nói trước nhất phải giúp đỡ cái người trong gia đình mình. Điều thứ năm, tôi có tấm lòng hy sinh cho con cháu của tôi không? Hồi nãy là hy sinh cho vợ, giờ hy sinh cho con cháu. Chưa hết đâu quý vị, nay khó quá, còn 10 điều nó chơi. Còn 10 điều. Cái từ hy sinh này đó là cái trong Kinh Thánh á, nói về của lễ thiêu. Cái từ sacrifice là dân của lễ thiêu, burnt offering. Thì ông Job ông làm như thế này. Sau những ngày tiệc tùng, Job cho mọi các con để làm lễ thanh tẩy chúng. Ông thức dậy sớm và dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Vì ông thầm nghĩ biết đâu các con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời. Job thường xuyên làm như vậy. Chúng ta, người đầu tiên mà dâng của lễ burnt offering là chúng ta biết ai không? Là Noe. Sau khi mà nước lụt xong thì ông dâng cái của lễ burnt offering, sacrifice, burnt offering. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký nè. Bây giờ Noe lập bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, bắt các loài thú thanh sạch và các loài chim thanh sạch làm tế lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va vui hưởng mùi thơm và tự nhủ, ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà quyên rủa đất nữa. Dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa, từ lúc còn niên thiếu, ta sẽ không bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như ta đã làm nữa. Có nghĩa là chúng ta khi mà dâng cho Chúa của lễ thiêu là chúng ta muốn chắc chắn là Chúa không tiêu diệt dòng họ chúng ta. Muốn dòng họ chúng ta được phước, muốn dòng họ chúng ta được sống, thì chúng ta sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa thường xuyên hơn nữa. Ông Job đã dâng. Tại vì đôi khi con nó lớn rồi chúng ta không biết nó sống như thế nào, mà chúng ta là trách nhiệm là người cha, chúng ta phải cầu nguyện dâng của lễ thiêu là điều gì quý vị? Chúng ta phải có trách nhiệm dâng thường xuyên để con cháu chúng ta không bị rủa sả. Đó là cái thời gian của chúng ta, sức lực của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, đầu tư vô con cái của chúng ta, để con cái chúng ta không đi theo đường lối của chúng mà đi theo đường lối của Chúa, để nó không bị tiêu diệt. Đó là của lễ thiêu trong thời Tân Ước chúng ta cần phải làm. Mỗi ngày quý vị, chúng ta đầu tư vô con cái, dạy cho con cái đức tin, dạy cho con gái biết Chúa là ai, dạy cho con cái kính Chúa, yêu người là như thế nào, thì nó sẽ không tiêu diệt. Nếu mà chúng ta không dâng của lễ thiêu như thế đó thường xuyên thì con cháu của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Tại sao có những dòng họ mà tôi không nói, giống như trên đây Chúa hứa là không bao giờ bị tiêu diệt, bởi vì cái dòng họ đã không dâng của lễ thiêu cho Chúa. Có nghĩa là không có hy sinh cho
con cháu của mình. Thành ra có những dòng họ chúng ta biết xây qua xây lại người con chết, xây qua xây lại người cháu chết, xây qua xây lại người chú chết, chết nguyên cả dòng họ luôn. Chúng ta nói Chúa rủa sả, Chúa không rủa sả, nhưng mà tại vì chúng ta không biết dân của lời thiêu cho Chúa. Đó là cục sợi là chúng ta. Điều thứ 6, tôi có trách nhiệm dạy dỗ con cháu trong sự tin kính Chúa không? Trách nhiệm của người cha đối với con cháu, con cái không phải chỉ nuôi nấng kỷ luật thôi quý vị. Trách nhiệm như thế này: hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của chúng. Tôi không biết quý vị dạy như thế nào, nhưng mà đừng có cho nó tiếng Anh gọi là offended, nó phản ứng ngược. Chúng ta có thể dạy bất cứ mỗi người cha trong gia đình đều có một cái ơn Chúa ban cho. Tại chỉ có cha ruột mới biết con mình như thế nào thôi, thì chúng ta mới dạy được. Nhưng mà đừng có để nó phản ứng ngược bất cứ điều gì, dẫu nhỏ hay lớn. Khi nó phản ứng ngược rồi, chúng ta có nói bao nhiêu nó cũng không nghe hết trơn, mà nó còn bỏ nhà đi nữa. Chúa Giê-xu đã dùng thời gian trên đất này để ngồi với các môn đồ của Ngài mà Ngài dạy trong 3 năm rưỡi. Chúng ta nghe, chúng ta có đồng hành với con cái chúng ta để chúng ta dạy nó thường xuyên không? Đi chung với nó. Đôi khi chúng ta không cần nói chuyện với nó, nhưng mà chúng ta đi chung với nó, đồng hành với nó sẽ nhìn thấy cái cách của chúng ta như thế nào. Đó là chúng ta cũng dạy nó, chứ không phải chúng ta cứ nó nói hoài, nó nói khổ quá, đi với ổng là ổng nói hoài luôn à. Phải không? Đôi khi chúng ta không cần nói, chỉ đi với nó thôi, đồng hành với nó thôi, thì nó sẽ cảm nhận được. Chúng ta không cần nói nhiều đâu. Nói nhiều nhiều khi nó không nhận hết đâu. Nó nhận được chút xíu là thôi, rồi vài bữa nó quên tiếp. Tôi cũng có, đôi khi tôi cũng sáng, mỗi lần mỗi sáng tôi đưa con tôi đi học, tôi cũng nói nhiều quá cho nên nãy nó quên trơn. Số 7, tôi có kỷ luật con cháu trong tình yêu thương không? Đôi khi chúng ta nói kỷ luật người khác, nhưng mà chính chúng ta chưa kỷ luật, phải không? Vì Đức Chúa Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt người nấy, như một người cha đối với người con trai yêu dấu của mình. Chúa trách phạt chúng ta đôi khi, tôi thấy có một số người cha như thế này, lúc nào cũng khuyên con cái đọc kinh thánh, cầu nguyện, con ráng đi nhà thờ, nhưng mà người cha đó không thấy bao giờ có mặt nhà thờ trơn á, mà cũng bao giờ mở kinh thánh ra trơn, mà không bao giờ cầu nguyện cho con mình trơn. Cứ nói con phải làm này, con làm kia, con nhớ yêu Chúa, kính Chúa, con dạy, con nhớ biết Chúa nghe, con cầu nguyện à. Nhưng mà chính mình không bao giờ làm trước mặt nó để cho nó biết được, thì làm sao nó nhớ được. Cho nên nếu mà chúng ta được có trách nhiệm đó thì rất là tốt cho con cháu chúng ta. Điều thứ 8, tôi có dạy con cháu tôi biết tỏ lòng trong sự vâng lời không? Người Việt chúng ta có cái sự vâng lời rất là lớn, kính nể người lớn tuổi, vâng lời. Nhưng mà có một điều này tôi khuyên người Việt chúng ta. Chúng ta kính nể ông bà, chúng ta cúng bái ông bà, nhưng mà chúng ta đừng quên cái người trên ông bà chúng ta còn nữa. Chúng ta biết là ai rồi. Đấng tạo ra chúng ta cần kính nể người cha mà tạo ra chúng ta, chứ không phải chỉ cái người ông cha, ông nội, ông cố thôi. Chúng ta chỉ nhớ có 3 đời thôi, nhưng mà đối với Chúa chúng nó ngàn đời. Thì chúng ta khi mà chúng ta vâng lời kính nể thì chúng ta phải kính nể từ trên xuống dưới. Chúng ta phải kính nể coi như đây thôi. Thành ra nhớ đến cha mẹ chúng ta, những ngày lễ cha mẹ chúng ta qua đời hay là ông bà chúng ta qua đời, chúng ta có thể làm một bữa tiệc chúng ta ghi nhớ. Nhưng mà khi mà chúng ta ghi nhớ cha mẹ chúng ta thì chúng ta cũng đừng quên ghi nhớ cái người sanh ra cha mẹ chúng ta, rồi người đó tạo ra cha mẹ chúng ta, người đó nuôi nấng cha mẹ chúng ta. Tại không có Chúa, cha mẹ chúng ta sẽ khổ. Cứ cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa ban cho cha mẹ chúng con không bị khổ nạn trong cuộc đời. Cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã cho cha mẹ chúng con mạnh khỏe. Amen. Điều thứ 9, tôi có luôn an ủi con cháu dục lòng chúng trong đời sống tinh kính không? Chúng ta có luôn an ủi cho chúng không? Trong anh em
cũng biết chúng tôi đã đối xử với từng người trong anh em như cha đối xử với con, khích lệ, an ủi, khuyên nài anh em sống một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là đấng gọi anh em vào quyền vất vinh quang của Ngài. Làm thế nào sống xứng đáng để an ủi người khác quý vị? Xứng đáng rất là khó. Tôi nói như thế này, bao nhiêu năm rồi tôi cũng trải qua rất là nhiều, cũng làm cha cũng mười mấy năm rồi, khó mà xứng đáng. Thật sự mà nói, chúng ta không thể nào làm xứng đáng. Thí dụ, chúng ta nói dạy nói con look at me. Thường thường chúng ta look at me. Right? Nhưng mà thật sự chúng ta nói trong lòng chúng ta cũng chưa xứng đáng. Not look at me. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thay đổi được. Look at Jesus. Look ngó nhìn Chúa đi. Chỉ có Chúa xứng đáng thôi. Thì chỉ có một cách thôi. Ý mình chúng ta làm chứng hay cho người khác một điều gì về đời sống chúng ta. Trước nhất chúng ta phải nói như thế này: đối với đời sống của tôi cũng cậy ơn Chúa để tôi có thể đắc thắng được. Điều thứ 10, tôi có thường cầu nguyện cho con cháu tôi không? Trong Kinh Thánh, trong sách Các Quan Xét, chúng ta biết Namoa cầu nguyện với Đức Chúa và rằng: lạy Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến với chúng con để dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ. Chúng ta biết Manoa cưới người vợ hiếm muộn và ông đã gặp thiên sứ của Đức Chúa Trời, và thiên sứ của Chúa Trời nói là ông sẽ có một đứa con trai. Chúng ta biết là ai không? Là Samuel, là tiên tri Samuel. Manoa đã nhiều năm không có con thì Chúa mới ban cho một người con. Mà ông cũng nói như thế này: xin Chúa dạy cho con làm điều gì. Đôi khi chúng ta sanh con ra chúng ta không biết dạy nó điều gì quý vị. Thật sự mà nói, tại 2 tuổi nó khác, 3 tuổi nó khác, mà 5 tuổi nó khác, mà nó teenager nó khác, rồi nó lớn hơn khác nữa, rồi nó có vợ có con nó khác nữa. Thì làm sao chúng ta catch up được? Cell phone còn chưa catch up được phải không? Nhiều người ở đây cũng xài iPhone một quẹt chưa hết á. Nó upgrade hoài chúng ta không kịp. Con cái cũng vậy đó, mỗi tuổi là nó khác. Làm sao chúng ta có thể dạy nó được? Chúng ta chỉ là người manager thôi quý vị, quản lý thôi, giống như hồi nãy tôi nói. Chúng ta chỉ là một người manager thôi. Mà người manager phải làm dưới quyền của ông chủ. Người manager mà không có nói chuyện với người chủ thường thì làm sao biết ông chủ mình muốn mình làm cái điều gì, điều hành điều gì. Một người tổng thống hướng dẫn cho những người tướng lãnh của mình. Người tướng lãnh mà không theo tổng thống sao? Giống như Donald Trump vài bữa you fire. Thấy mấy người làm cho Donald Trump vài bữa thấy đĩa trơn à. Bởi vì những người đó không biết ý được cái người tổng thống của mình. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống như thế nào mà chúng ta không biết được người cha của mình muốn chúng ta làm điều gì thì are you fire. Chúng ta cái điều này tôi nói một cái ý như sau như thế này: tại sao con cháu chúng ta nó phản ứng ngược với chúng ta? Tại sao nó bỏ nhà đi? Tại sao nó gây ngược với chúng ta? Tại sao nhiều khi có những đứa con ở Việt Nam tôi thấy nó video nó quánh cha nó nữa? Bởi vì chúng ta không biết manage nó, chúng ta không biết quản lý nó. Chúa nói là ta dạy cho con cách quản lý, mà không chịu nghe ta dạy cách quản lý, con tự động con nghe cái ông hàng xóm dạy con giống vậy thì con dạy y hệt chàng vậy. Chúng ta thường thường sao? Cứ thấy người kia làm sao thì làm y vậy thôi à. Mà người Việt Nam sao? Dạy con là mắng. Tao giết mày chết nha. Tao lấy cái dao tao giết mày chết nha. Dám giết không? Người Việt Nam chúng ta có những cái điều đó chúng ta không biết được. Chúa đâu bao giờ dạy chúng ta làm điều đó. Thành ra con cái chúng ta nó phản ứng ngược. Quản lý nó thì chúng ta phải biết người chủ tạo ra nó như thế nào. Chúa tạo ra mỗi người chúng ta một cách diệu kỳ, unique. Mỗi chúng ta là một unique artist, một cái tác phẩm của Chúa. Thành ra mỗi cái tác phẩm Chúa tạo ra thì Chúa cho một cái điều đặc biệt với con cái chúng ta.
Đôi khi chúng ta thấy người con chúng ta bất tài, vô dụng, phải không? Thì phải nhìn lại chúng ta có bất tài vô dụng không, mà la con cái chúng ta bất tài vô dụng. Đó là lý do nhiều khi chúng ta phải tự hỏi lại hoài, Chúa ơi, những điều Chúa dạy con thì bây giờ con có đúng làm theo không? Thì Chúa sẽ nhắc lại con những điều đó con đã làm sai, thì con cứ làm lại, start again. Chúng ta là người bất toàn quý vị, dạy con cái cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời thôi. Cái trách nhiệm của chúng ta đến lúc đó, còn qua lúc đó rồi chúng ta đừng bao giờ, không có còn cơ hội đâu. Thành ra lúc nào chúng ta còn hơi thở, còn sức thì cứ dạy con cái. Mà cách tốt nhất là chúng ta phải cho nó biết ai là chủ gia đình, ai là chủ gia đình. Kết luận sau này, khi mà chúng ta biết ai làm chủ gia đình thì phần đông chúng ta nói rằng người cha là chủ gia đình, tôi là chủ gia đình, I'm the man. Tôi nhiều người bạn gọi là khen tôi, you're the man. Yes, I'm a man, but I am a true man or not, right? A real man or not? The real man, có một câu là the real man fear God. Người đàn ông thật là người đó kính sợ Chúa. Thì cái trách nhiệm đó rất là đơn giản quý vị, đừng có học nhiều lớp counseling rồi xong rồi chúng ta không biết được cách nào để dạy. Nhưng mà trước nhất Chúa nói hãy kính sợ ta đi, ta sẽ dạy cho con, tại ta tạo ra nó mà, ta biết hết từng chi tiết của nó mà, ta biết trong tư tưởng của nó 10 năm tới nó suy nghĩ cái gì, ta biết 100 năm nữa nó muốn làm cái điều gì, ta biết đời đời của nó làm điều gì. Thì hãy biết để ta nói cho con biết rằng điều này con phải ghi nhớ một lần, gây dựng nó một cái đức tin để nó nắm chắc là nó biết ta, thì con sẽ dạy nó dễ dàng hơn nữa. Thay vì đó chúng ta ngày đêm cứ quỳ cái đầu gối luôn, chai luôn, cầu nguyện cho con cái chúng ta chai cái đầu gối luôn, mà sao không nó thay đổi, con nó hư, nó đi theo băng đảng, nó điêu côn, nó làm điều này nọ, chúng ta cầu nguyện chai cái đầu gối luôn. Thì sau nay tôi kêu gọi hãy nhớ những năm tháng qua chúng ta làm cha, làm ông nội, làm ông ngoại, có những người làm ông cố rồi, nhớ điều này. Có những lúc chúng ta yếu đuối, chúng ta vấp phạm, thì chúng ta phải làm điều gì? Hãy nhớ rằng chúng ta không thể dạy cho nó nên người được, nhưng mà chúng ta có một cách để dạy thôi, để cho nó biết Chúa. Tôi cảm ơn Chúa điều này. Nếu mà người cha tôi không tin kính thì hôm nay tôi không có làm mục sư đâu quý vị. Và tôi tin chắc rằng cái dòng họ Trương này sẽ có nhiều mục sư nữa. Là mục sư là cái hân hạnh. Tôi nói rồi, mục sư á, lên thiên đàng cái job bắt đầu vừa tôi nói giống như từng rồi á, vừa nín hơi tắt thở là lên đó bấm thẻ làm tiếp. Tôi không có được vacation đó quý vị. Cái đó là một cái hân hạnh, cái privilege, chứ không phải là cái cực khổ, không có bạc đầu đâu quý vị. Cứ đào tạo, nếu thế hệ của chúng ta hầu việc Chúa không được thì đào tạo thế hệ tới hầu việc Chúa. Sau này có hai thế hệ để nhớ đến người cha. Người cha tôi đờn thì tôi cũng đờn, người cha tôi tin kính Chúa thì tôi cũng tin kính Chúa. Thì sau này tôi hát với người cha của tôi một bài là nhớ về cha. Cha không núi nào bị say, hơn bao la tự như biển rất lớn. Làm sao nói hết lời chân tình này? Yêu kính Cha rộng biển nên người,
tiếng cười cha với đàn con, người thắp sáng ước mơ đời ta, người chẳng cánh tung bay giữa đời, nhớ luôn lời cha đã dạy khuyên, nhớ kỷ niệm những tháng ngày qua. Không nuôi nào vì say, bao đơn tựa như biển rất lớn. Bao xa nỗi nơi chân tình này, yêu kính cha đổ biển đêm người. Xin mời các nam. Nhớ những ngày hạnh phúc tuổi thơ. Nguồn ơn phước ngập tràn, Chúa ban cho con hồi